Đêm mùa đông. Đêm mùa đông trời mưa phùn, gió bắc thổi ào ào ngoài cửa sổ. Nằm trong nhà, Hồng lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếng gió thỉnh thoảng lại rít lên, nghe như tiếng sáo ở phía đầu hồi. Hồng nghĩ mà thương đàn gà, lạnh thế này không biết nó có rét không. Lúc chiều nghe tin có gió mùa đông bắc tràn về, Hồng đã đi cắt lá chuối khô che kín chuồng gà rồi. Giờ nằm nghe mưa rơi, gió rít, Hồng cứ nghĩ rằng hình như mình chưa che chắn cẩn thận. Như vậy gió sẽ lùa vào, đàn gà sẽ rét. Hồng nhỏm dậy, em cầm đèn ra soi chuồng gà. Không, bốn xung quanh đều kín, đàn gà nằm im, có lẽ chúng đang ngủ ngon. Hồng trở vào nhà, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, trời rét căm căm, đêm tối như mực.